Bắc Giang địa điểm lạnh lẽo nhất đêm qua, cô gái bị chồng truy đuổi, kêu cứu bằng tiếng hét thất thanh, sau đó thì ra đi ngay tại chỗ. Vào đêm ngày 21 tháng 11, tại ngã ba Bói Thượng Lan, Việt Yên, một cô gái đã kêu cứu thảm thiết khi đang bị một chiếc xe máy truy đuổi. Trong đoạn camera nhà dân ghi lại, một cô gái trẻ gào khóc thảm thiết, miệng liên tục kêu có ai không cứu cháu với, trong vô vọng. Ngày sau đó, cô gái này đã không qua khỏi. Tiếng kêu cứu đã khiến nhiều người dân hoảng hốt chạy ra nhưng không kịp. Theo như quan sát tại hiện trường, cô gái này đã bị đối tượng đâm dẫn đến tử vong. Cảnh báo nội dung video có thể gây ám ảnh.